Phải nói là Honda thiết kế ra những chiếc xe mà nó là ấn tượng. Không phải là bên ngoài mà cũng phải bên trong, chỗ nào cũng đẹp hết. Anh nhìn thấy không? Nội thất cũng ghiền. Mà bên ngoài nhìn còn ghiền thể thao nữa. Thì cho nên là thiết kế ra những mẫu này phải nói với anh chị là trẻ trung nè, năng động nè. Đó, ai mà thích những cái ví dụ như trẻ trung năng động thì chọn những cái mẫu xe này cho em. Đi bảo đảm anh chị là thứ nhất là ghiền, tại vì cái máy của Honda nó bền lắm. Thứ hai là chạy nó rất là sướng, rất là mạnh. Riêng cái thiết kế anh chị thấy không? Em ngồi như thế này mà ngồi mà lái xe ha. Thì đi chi vi vu luôn á, biết khi nào mới mệt được. Cái ngồi tư thế ngồi lái nó quá quá là thích luôn rồi. Và xe thì này, xe này là xe số sàn nha anh chị nha. Đây, bây giờ em sẽ đi ra bên ngoài cho anh chị xem. Đời của nó thì không có cao đâu, đời có 207 thôi. Nhưng mà thiết kế thật là ấn tượng. À, rồi, bây giờ mời anh chị ra ngoài. Đây là một cái mẫu xe Honda Civic nha anh chị nha, Civic form dáng thể thao. Rất là mạnh mẽ và cực kỳ ngầu, anh chị thấy không? Logo Honda ha. Rất là tuyệt vời, biển số thì 78A. Thì bên em sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị nha. Anh chị ở các tỉnh cứ yên tâm, em sẽ bao rút hồ sơ về, anh chị chỉ cần nhập và ra tên thôi. Những cái mẫu xe này như thế này ha, về đi thì phải nói là đi gia đình thì phải nói tuyệt vời, đẹp, mà giá tiền thì vừa phải thôi, không cao. Đây bên cho anh chị xem cái giá luôn. Máy của nó nhỏ anh chị ơi, máy có 1.8 thôi, thì cho nên cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này là khoảng chừng 8 lít là hết cỡ rồi, cho nên là đi những xe này rất là hợp. Đời 2007, máy xăng, bên em đang bán với giá là 245 triệu. Thì anh chị sẽ sử dụng một chiếc xe như thế này. Nước sơn là nước sơn một màu đen nha, đen bóng. Đó, rất là bóng luôn. Đẹp. Đây là một cái vỏ xe ha, vỏ xe này thì cũng còn tạm thôi, khoảng chừng 50% thôi. 5%. Cái này là ốp mâm thôi nha anh chị nha. Cái này là mâm sắt trong này nè. Như anh chị đứng ở xa anh chị nhìn á thì cứ tưởng đâu là mâm đúc, nhưng mà không phải ha, cái này là mâm sắt. Ốp cái này lên thì nếu mà mình muốn đẹp thì mình lên một cái mâm thể thao, nó khoảng chừng là 5 đến 6 triệu thôi là có một cái bộ mâm thể thao cực đẹp gắn vô, là bảo đảm với chị là bao ngầu. À, khi mà anh chị chọn cái xe này, về cái dàn form đuôi xe này anh chị nè, đèn ha, đẹp. Đó, đèn đeo Civic ha. Đúng là Honda thiết kế những cái mẫu xe phải nói là rất là thích. Từ cái đời 2007, 2006 mà đến khi mà cái đời 2018, 2020 này cũng vậy. Thiết kế ra những cái mẫu xe phải nói là cực ngầu, trẻ trung, nói chung là ai nhìn cũng thích hết, riêng cái những cái dòng xe. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái cốp sau ha. Coi là cái dòng xe này thì cốp nó rộng lắm. Khi mà anh chị mà đi du lịch đi chơi á, những cái mẫu xe mà sedan như thế này á, nó cực kỳ là lợi thế, tại vì cái cốp rất là rộng, chứa thật là nhiều đồ. Đó, khi mình đi chơi ha, nhất là đi biển, bảo đảm anh chị là để tha hồ đồ trong này. Đó, tha hồ đồ mua ha, mua đồ về chất đây trong này, về cái là cho dòng họ họ hàng ha, bà con thì thật là thích luôn. Với lại anh chị mà đi du lịch thì để vali đồ thì bao la. Đây bên dưới này nó sẽ có là bánh sơ cua nha anh chị nha, và đồ nghề. Đây có dưới này có bánh sơ cua này và đồ nghề ha. Còn mấy cái bọng sàn này thì họ chê rồi, nó còn rất là sáng, tại vì cái chất liệu tôn của dòng xe này anh chị nó cực kỳ bền, cho nên là kêu mà mục được cũng rất là khó. Thứ hai, những cái dòng xe này là đa số là gia đình đi, cho nên người ta giữ rất là kỹ, cho nên mà kêu mà mục này kia là không có đâu anh chị ha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị vô sâu bên trong. Đây bây giờ đây, cái hàng ghế thứ hai anh chị thấy không, ngồi rất là thoải mái, rộng rãi nè. Anh chị thấy nhìn cái chân em ngồi mà nó còn dư ra cỡ này, mà anh chị xe này 5 chỗ ngồi là đi, là đi chơi Vũng Tàu Đà Lạt thì khỏi bàn. Thứ hai, cái dòng máy này anh chị nó rất là mạnh, nên đi những cái cung đường đèo phải nói là nó vượt.
nhưng mà máy của nó cực kỳ bền. Cái dòng này mà anh chị mà chăm sóc tốt thôi, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên em nói thì các anh chị cứ chạy thoải mái, không có lo lắng gì hết. Nhất là bằng nhựa này, anh chị thấy mấy cái bằng nhựa tóc bi không? Tốt cỡ nào anh chị ha, rất là liền lạc ha anh chị. Mần xe thì keo chị nè, nói chung là bên em cam kết anh chị cứ yên tâm, va quẹt nhẹ nhẹ bên ngoài, xước xác bên ngoài thì nói chung là không tránh khỏi anh chị ha. Tại vì đi ra bên ngoài thì nó xước xác thì có thể là mình sơn lại không bao nhiêu tiền, nhưng để mà nặng á thì bên em sẽ không mua ha, sẽ không mua những dòng xe đó anh chị ha. Bên trong này là nước sơn zin, nước sơn zin nhìn nó khác ha. Còn bên ngoài là sơn lại hết rồi nha anh chị nha. Anh chị nhìn cái thiết kế của dòng xe này anh chị nè, cái phần tóc bi nè, nhìn nó rất là sang, nói chung là nhìn nó rất là ngầu. Loa bốn cái loa luôn ha, nghe nhạc thì vi vu như vũ trường. Này kiến lên xuống cho anh chị luôn. Rồi bên trong này thì xe thì sẽ là coi như là trang bị là hai túi khí nha anh chị nha. Bên này có cái túi khí nè, và bên tài sẽ có một cái túi khí nữa ha. Và thiết kế cái phần đầu như thế này, anh chị thấy nhìn nó gồ ghề mà nhìn ghiền không. Trang bị là một cái màn hình giải trí, phụ số thì số sàn nha anh chị nha, số sàn. Nói chung là mọi chi tiết thì nói chung là còn phải nói là còn liên lạc. Và máy lạnh thì khỏi chê, rất là lạnh ha, máy lạnh. Những xe hơi chú trọng quan trọng nhất là cái phần máy lạnh, cho nên là cỡ nào cỡ làm gì thì làm bắt buộc là cái máy lạnh phải là cái ưu tiên đầu tiên. Khi mà mình đi trời mưa cũng vậy nè, nếu mà trời mưa mà không có máy lạnh cũng không chạy được đó. Mà trời nắng mà không có máy lạnh càng không được hơn, tại vì sao? Quá nóng chịu không nổi, cho nên lên xe hơi là buộc phải có máy lạnh. Mấy cái chị này nguyên hết anh chị ha. Rồi cái phần tóc bi này các bạn, cái dàn tóc bi thì đẹp, nhưng mà cái dàn ghế thì nó chưa có rách, nhưng mà cái màu của nó hơi cũ ha, nhìn nó không có được sang lắm. Nếu mà anh chị nào mà muốn mà nó cho nó đẹp thì mình có thể là may một cái ghế, bộ ghế khe da khác, mà da mà dạng như là màu kem á, nó sáng cái xe lên, bảo đảm anh chị là nó sẽ đẹp hơn nhiều. Nó nếu mà may một cái bộ ghế như thế này á thì mất khoảng là tầm 3 triệu nha anh chị nha, là có một bộ ghế mới rồi. Đây là cánh cửa tài, là cánh cửa này là nói chung là tài xế là lên xuống nhiều nhất nè, nha liền lạc ha anh chị. Cái sơn bên trong này là sơn zin nè, nhìn nó rất là bóng ha. Rồi cho anh chị xem bên trong đây, trong này là sẽ một cái bô lăng này là nè anh chị nè, nhìn anh chị thấy không, cái bô lăng nè không có giống mòn luôn, tại người ta đi kỹ rồi. Nó là xe gia đình nên là yên tâm, và có trợ lực nấy kia đầy đủ hết ha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần khoang máy, động cơ. Cái phần động cơ là cái quan trọng nhất ha của cái máy. Nói chung cái xe nào cũng vậy á, cái động cơ này là muốn như là một cái trái tim rồi đó, cho nên là nếu mà động cơ nó sự cố gặp vấn đề này kia thì là coi như là như cục sắt. Còn bây giờ là chú tâm vào cục máy. Cục máy thì anh chị mua về anh chị cũng nên bảo dưỡng thường xuyên ha, thay nhớt nè, rồi bảo trì bảo dưỡng cho nó, thì bảo đảm anh chị là xài nó sẽ bền. Đây là phần máy của một chiếc Honda ha. Nó là sử dụng là 4 bori và máy nổ cực êm. Anh chị thấy nhìn không, nó rất là gọn gàng. Đó là một cục máy rất là gọn ha. Nó sẽ có thắng ABS này nè. Đây là một cái cục đầu ABS, thắng an toàn ha. Và riêng cái phần máy á, thì bên em sẽ bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng để anh chị sử dụng ha. Nhớt thì em sẽ kiểm tra, có thể là thay nhớt mới cho anh chị luôn, thì anh chị về chịu việc chạy. Và thứ hai, anh chị nhớ giùm em cái là cái phần nước nè, cái nắp nước này rất là quan trọng nha anh chị. Khi mà anh chị mà đi chơi, đi du lịch, đi xa thì lâu lâu mình mở ra, sáng mình mở ra mình thăm có nó một lần ha, để chi, để coi có nước còn nước hay không. Nếu hết nước mình phải châm vô,
chứ không là nếu mà không có nước thì tốt là coi như là máy sẽ bị đứng ngay là không chạy được. Rồi anh chị nào mà đam mê cái dòng Honda ha, thì có thể gọi điện alo liền cho bên em, sẽ nhận ngay một chiếc Honda này về đi trong cái ngày Tết này. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.